Hello, xin chào cô bác anh chị em nha. Thì máy bên em cảm ơn cô bác anh chị em rất là nhiều. Thì gian qua cô bác anh chị em luôn theo dõi kênh điện máy của em nha, em rất là mang ơn. Và cũng có rất nhiều cô bác anh chị em mua máy ủng hộ bên em các tỉnh gần xa lân cận của bác anh chị em. Thì hôm nay em có về được một động cơ này siêu cọp của bác anh chị em. Cơ này là 3T70 nha, 14,7 kW, mình nhân lên thành 20 ngựa của bác anh chị em. Thì dòng tua có em này là nó 3450, tua khá là nhanh các bác em. Cơ này thì nó có còn dính luôn cái boe xinh xắn luôn, quá đẹp luôn. Động cơ này tắt điện các bác em, tắt điện nha chứ không phải là heo điện các bác em, công tắt điện. Đây thì cái ga đây, ở đây thì cái cầu chì ga còn nguyên, nó chưa có được tháo dỡ nha. Chất lượng máy này nó như là máy mới quá chị em. Đó, xuất sắc luôn. Nó đang kịnh nha. Ở đây em bán em bao là máy không có sơn dặm tàu lao mỹ lao quá chị em ha. Nguyên vẹn nha. Này mấy cái chân bắt bát của nó. Nó tháo ra đầu trên bãi nha. Thành ra mình trong đây nó có lâu ngày nó ứ nước á, nó hơi ngưỡng xét. Chứ ở đây về đây thì mình có sao mình để sao bán vậy chứ mình không có tháo bớt làm gì mấy cái vấn đề đó quá chị em ha. Thì em quay ở trong cái ống nước nè. Đó, ống nước nè, nó còn phấn luôn nha các anh chị em. Máy này là không có chạy bao nhiêu hết trơn. Ở đây cũng vậy nè, ống nước còn phấn luôn. Hugo thì bằng đô. Nước sơn, nước các kiểu. Cánh quạt trắng tinh luôn quá anh chị em ha. Máy quá đẹp. Bô lửa đèn kịnh luôn. Nói chung là mấy cái động cơ này nó mới cực kỳ lắm. Trong này các anh chị em thấy nè, mới tinh luôn, cái kiểm định trên lò xo còn cái thinh màu xanh dần đó. Đó, anh em thấy không? Mấy cái là mới nha. Con này rất là nhỏ gọn quá anh em, 3T70 đời cao boe nó nắp chụp cò nó vuông nha, boe nó nằm kế bên nắp chụp cò luôn. Cô bác chị em nào có xài qua rồi cũng biết nha. Đó. Bô lửa nè. Ốc hến còn vàng khè luôn. Đề mới đợt này giờ nó gọn gàng lắm anh chị em, nó không có lưu sabu nữa nha. Đây thì đi mua sạc cho bí. Mua sạc này thì có anh chị em muốn đấu đi mua sạc, đấu ổ khóa đề thì bên em nhận đấu luôn nha. Đấu giùm nha. Còn như khóa đề của bán cho em phải mua. Dốt sạc này kia có anh chị em phải mua. Còn đấu thì em đấu giùm của anh chị em, không có tính tiền. Hình trạng máy thì nó rất là đẹp. Em quay cho quán chị em cận cảnh thấy nha. Quán chị em có thể xem trên TV màn hình đó thì nhìn rất là rõ cho nó dễ nhận xét hơn. T70 quán chị em, dòng tua rất là nhanh nha. 3050, tua khá là nhanh luôn. Mấy cái dòng máy nhanh tua nhanh thì bánh chén nó hơi mỏng quá chị em, hơi mỏng nha. Con này cô bác chị em chạy maximum thì nó cũng tầm cả 22-23 ngựa quá chị em. Nhưng mà mức ga hiện tại cho phép thì nó cỡ 20 ngựa. Mức ga cho phép là 20 ngựa, mà nếu mà maximum nó tầm khoảng 22-23 ngựa nha. Khá là mạnh nha. Máy này thì em về có luôn kích nước luôn. Cô bác chị em có cần sử dụng kích nước thì mua luôn kích nước của chị em ha. Đó. Để máy đây Lộc ơi. Để lắp ra đề máy của anh chị em nghe nha. Mình thích mấy cái động cơ nó còn mới á, mấy cái nắp nhớt nè còn vàng nghệ luôn nha. Thấy chưa, cái phai màu lúc lúc của anh chị em coi video thì để ý mấy cái nắp nhớt này ha. Nói chung nói thay nắp thì không có đâu thay quá chị em, sự mà nói nó phai màu tới 5 tháng là khác. Còn cái nắp mà nó ít xài á thì nó sẽ khác quá chị em. Bác chị em nhìn phía trong thuốc trong cực kỳ luôn ha. Trong cây nhỏ này thì đầy một bình quá chứ em ha. Đầy một bình, không cần 12, không cần 2 bình. Cũng không là không bét luôn quá chứ. Này thì đầy nổ rồi. Tôi nhanh chạy nghe đã quá chứ.
quá ok quá chị em, cực kỳ luôn ha. Khách ơi, bình cô bác chị em có nhu cầu sử dụng thì ủng hộ cho em ở động cơ này nha. 3T70 20 ngựa, dòng tua 3450, maximum động cơ này 23 ngựa nha. Dòng tua đạt cực đỉnh là 3600 tua. Đó. Mình thích mấy cái máy mà về có luôn bộ e quá nha em. Có luôn e này. Rất là êm nha, mình khoái lắm nha. Mặc dù mình không có xài quá nha em. Đó. Bô lửa nhìn chảy nước miếng luôn, cực kỳ luôn. Đó. Quá xuất sắc luôn. Thì cô bác chị em có nhu cầu sử dụng thì ủng hộ cho em cái động cơ này nha. Thì em rất cảm ơn cô bác chị em đã nhấn chút thời gian theo dõi cái video cái máy của em, video cái những cái video mà em đăng lên á, em rất là cảm ơn. Nhờ có cô bác chị em ủng hộ mà em có chén cơm men áo, thì em rất là cảm ơn cô bác chị em nhiều lắm. Thì video này em xin kính chúc quán chị em được sức khỏe nha, thành đạt nha. Em xin chào và hẹn gặp lại cô bác chị em video tiếp theo.